Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mạch điện mà chúng ta chuẩn bị làm ở nhà của mình, thực hành nhà của mình đó, chính là cái mạch điện này các bạn. Đó. Thì bây giờ á, chúng ta cái mạch điện này thì có hỏi mình có đăng mình nói là tới Tết đúng không ạ? Nhưng mà không cần đâu. Mình sắp về thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì chỉ khoảng là trong tháng 12 này thôi. Trong tháng 12 này thôi thì chúng ta sẽ thực hiện cái mạch điện này. Thì lúc đó chắc các bạn chỉ cần tập tới nhà mình thôi, còn cái vật tư điện á là tự mình lo luôn. Đó, tại vì mình có dư những cái vật tư mà mình quay clip cho các bạn xem mấy chục cái clip á về MI á. Đó là mình tự mua không đó, tốn gần 1 triệu bạc để mua các bạn. Tại vì không có vật tư cũ, phải có vật tư mới. Rồi thì lúc đó các bạn chỉ cần tới nhà mình thôi, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành một cái mạch điện dân dụng. Thì mình sẽ để cái địa chỉ nhà ở bên dưới ha. Rồi các bạn để số điện thoại của mình luôn. Thì các bạn add Zalo vô luôn. Add Zalo để mình biết số lượng là sẽ có bao nhiêu bạn sẽ đến nhà của mình để thực hành cái mạch điện này. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mạch điện mà chúng ta chuẩn bị thực hành. Đây là một công trình của một cái nhà phố 3 tầng. Đây là mặt bằng bố trí điện chiếu sáng tầng 1. Thì chúng ta có sân trước, phòng khách, phòng ăn, bếp nấu và vệ sinh. Nhưng mà cái này nó dài lắm, chúng ta không đủ cái vật tư thực hiện, cho nên á mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện từ cái trục 2 đi về. À, từ trục 2 qua trục 1 tới cái trục không tên này, nghĩa là trong cái phạm vi này thôi các bạn. Trong cái phạm vi này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn là thực hành cái mạch điện gồm những cái bóng đèn như thế này ha. Rồi qua đây thì những bóng đèn này nè thì nó sẽ là như thế này. Thì cái thí dụ cái dây nối giữa bóng đèn này với bóng đèn này là dây điện á, thì người ta vẽ vòng cung này nè, tròn tròn này nè, cái hình thân đáng lẽ là từ đây ra đây phải đi đường thẳng chứ đâu ai đi đường cong vậy tốn dây. Nhưng mà ta vẽ cho nó để nó tránh, nó đừng có cho đẹp đẹp xíu ha, thì người ta sẽ vẽ đường thẳng. Thực chất là mình sẽ đi đường người ta vẽ đường cong, mình sẽ đi đường thẳng. Cũng giống như cái dây điện mà nối từ cái bóng đèn này qua bóng đèn này thì ta đi đường thẳng chứ ai đi đường cong này chi, cái đường cong này tốn dây không, ta đi đường thẳng từ đây qua đây nè các bạn đó. Dĩ nhiên cái đường thẳng này nó phải ít dây hơn đường cong rồi, đâu ai dạy đường cong đâu, tay đường thẳng. Thì cái mạch điện như thế này mình đã vẽ qua bên đây cho các bạn xem này đó. Thì trong này có ba cái đèn này, hai cái đèn này, ba cái đèn này, rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 qua. Nói chung là đèn chúng ta thực hiện là trong cái diện tích này các bạn này. Quá trời đèn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nói chung là nhiều đèn quá ha. Rồi. Thì những cái đèn này nó sẽ được điều khiển bởi cái này các bạn. Đây. Cái này là cái mặt có 3 công tắc nè. Công tắc thứ nhất, công tắc thứ hai, công tắc thứ ba. Đó, có một mặt có 3 công tắc. Đây. Cái hình này nè là tương đương với cái hình này. Đấy. Cái mặt này có 3 công tắc là chấu nhất nè, chấu thứ hai, chấu thứ ba. Đó. Này là chấu thứ nhất, chấu thứ hai, chấu thứ ba, nó có 3 cái công tắc trong một cái mặt nạ. Chúng ta tổng cộng là có 9 cái công tắc trong 3 cái mặt nạ. 1 2 3 cái mặt nạ và tổng cộng là 9 công tắc. 9 công tắc này á, nó sẽ điều khiển cho tất cả cái bóng đèn từ trục 2 tới trục 1 cho tới trục không tên này. Rồi mình thí dụ ha. Thí dụ cái công tắc này á, công tắc đầu tiên này chỗ này có 3 công tắc đúng không ạ? Chúng ta điều tắc này ha, là cái này là nó sẽ điều khiển cái công tắc này nè, nó sẽ điều khiển cho 3 cái đèn này. Ok. Rồi cái công tắc này nó sẽ điều khiển cho 3 cái đèn này. Rồi. Cái công tắc này nó sẽ điều khiển cho từ các bạn. Công tắc này nó sẽ điều khiển cho hai cái đèn này. Đây. Công tắc này sẽ điều khiển cho đèn này ha. Rồi cái công tắc này á, nó sẽ đáng lẽ là trong cái hình này á,
là nó sẽ điều khiển cái đèn led này các bạn. Nhưng mà mình không có tiền mua đèn led, mình đâu có tiền mua đèn led đâu, cho nên đó là mình sẽ thay cái đèn led này bằng một cái đèn cana luôn nha. Thì những cái đèn này mình cũng làm bằng đèn cana luôn các bạn, chứ tiền đâu mà mua những cái đèn này, mất tiền lắm, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn cái mất lắm, nên là mình thay đèn cana. Thì thật ra nếu mà các bạn đi bắt những cái đèn này á, thì chúng ta cũng bắt tương tự vậy thôi, đèn cana hay là đèn gì cũng bắt cũng có 2 giây thôi đúng không ạ, nó có 2 giây thôi, nên là vì chúng ta thực hiện đơn giản á, nên là mình thay tất cả những cái đèn này bằng đèn cana nha. Dĩ nhiên khi mà thi công thực tế ngoài công trường thì các bạn sẽ bắt những cái đèn đúng chủng loại, đúng bản vẽ. Rồi cái đèn led này thì mình cũng thay bằng một bóng đèn cana luôn. Ok, rồi tới cái này thì nó sẽ là một cái bóng đèn cana ở chỗ này, theo hình bản vẽ này là một bóng đèn led, nhưng mà chúng ta sẽ làm bằng một cái đèn cana nằm ở vị trí này. Rồi số 1, số 2, số 3, đèn này qua đèn này. Cái công tắc này các bạn, nó sẽ điều khiển cho đây, nó điều khiển ba bóng đèn này. Ok, rồi cái công tắc này nó sẽ điều khiển cho 1 2 3 4 5 5 cái đèn này. Rồi cái công tắc ở giữa nó sẽ điều khiển cho 1 2 3 4 cái đèn này. Rồi tới cái công tắc này á, nó sẽ điều khiển cho bóng bóng đèn, đáng lẽ là bóng đèn chùm ở giữa nè, bóng đèn chùm này mắc lắm, chịu mấy một cái luôn á, nhưng mà mình sẽ thay bằng bóng đèn cana. Ok, đó thì những cái vị trí các bạn, những cái vị trí nó nằm, bóng đèn nằm ở đây, bóng đèn nằm ở đây, bóng đèn nằm vị trí này, ví dụ như ba bóng đèn nằm vị trí này đúng không, hai bóng đèn này nằm vị trí này, ba bóng đèn này nằm vị trí này, nói chung là mình sẽ làm cho nó nằm đúng vị trí luôn. Dây thì mình đi với nó là một dây lửa, dây mát, thì tới khi đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành một cái mạch điện như thế này. Thì đáng lẽ trong cái nhà này là nó có cái phòng ăn, bếp, vệ sinh, còn nhiều cái đèn ở sau nè, nhưng mà chúng ta không có không nào mà thực hiện cái mạch điện dài như thế ha, chúng ta đơn giản thôi. Còn những cái này thật ra cũng tương tự, có gì đâu, chỉ cần chúng ta biết làm những cái này thì những cái này cũng giống nhau thôi, nó có 1 tỷ cái nữa thì cũng giống vậy thôi, không có khác gì hết á. Thì cái lớp học điện miễn phí này dành cho những bạn nào mà chưa có hiểu về điện, nhất là những các bạn mà là kỹ sư xây dựng á, các bạn muốn tìm hiểu đôi chút về điện á, để cho chúng ta có thể là đi thi công hay giám sát các bạn. Chúng ta nhìn vô mạch, ví dụ như là chúng ta có bản vẽ điện thì xong thì chúng ta sẽ thống kê vật tư, ví dụ chúng ta là nhà thầu thi công thì có vẽ điện xong thì chúng ta sẽ thống kê vật tư để cho kêu người vào thi công. Đó. Thì cái công việc này là của chỉ huy trưởng, trưởng nhà phố, biệt thự, nhà nhỏ. Còn nếu mà chúng ta xe ồn quá rồi ha, tại mình mới thay webcam mới, laptop mới sửa về bị hư, tốn 500 ngàn mua webcam này á. Rồi thì nếu mà chúng ta làm ở một công trình lớn á, thì có kỹ sư EMI, người ta sẽ thống kê những vật liệu này chúng ta cho chúng ta. Do chúng ta là kỹ sư xây dựng đúng không ạ, cho nên đó là chúng ta không cần làm những chuyện EMI đâu. Nếu mà công trình lớn á, thì có kỹ sư EMI sẽ làm cái chuyện này. Còn nếu mà những công trình nhỏ thì các bạn phải tự làm hết. Các bạn vừa phải biết xây dựng, vừa phải biết EMI, vừa phải biết tất cả ngôi nhà, trong ngôi nhà có cái gì là các bạn phải biết hết. Như vậy chúng ta mới quản lý được nha các bạn. Rồi thì tới đó mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành cái mạch điện như thế này. À, có rất là nhiều bóng đèn như thế này. Rồi thì nếu mà có thời gian á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một cái mạch điện cầu thang luôn. Mạch điện cầu thang thì các bạn có biết rồi, có nghĩa là sao? Mạch điện cầu thang đó, mạch điện cầu thang này chúng ta ở cái tầng 1 nè, chúng ta có công tắc ở đây, chúng ta bật một cái thì cái đèn ở giữa
đèn cầu thang thường nó ở giữa cầu thang các bạn, nó sẽ sáng lên. Là từ chúng ta từ đây đi lên đây thì chúng ta đi chuẩn bị tới chỗ này, chúng ta vô phòng để ngủ hay là làm gì đó thì chúng ta sẽ bật tắt công tắc chỗ này thì bóng đèn này sẽ tối lại. Có nghĩa là hai cái công tắc này nó sẽ điều khiển cho bóng đèn này bật sáng, bật tắt, bật tắt, bật tắt. Bóng đèn cầu thang thì bóng đèn cầu thang là công tắc hai chiều các bạn. Thì nếu có thời gian thì lúc đó mình sẽ dẫn các bạn thực hành một cái mạch điện công tắc cầu thang luôn ha. Còn mà nếu không mà lúc đó các bạn mà suy nghĩ ra một mạch điện mới thì chúng ta sẽ thực hiện cái mạch điện mới luôn nha. Đó, tùy thôi. Đường nào mình cũng làm được hết. Rồi. Đó. Vật tư thì như thế này, dây điện thì mình sẽ tự mua luôn. Nó có thể là cái mà hình điện như thế này. Còn các bạn muốn thực hiện một cái mạch điện khác thì cũng được. Mình tự suy nghĩ ra lúc đó ha. Chúng ta sẽ bàn luận nhau lúc đó. Rồi các bạn nhớ đăng ký mau mau nha. Chúng ta sẽ thực hiện điều này trong tháng 12 thôi, không cần tới Tết đâu. Có thể là ngày Chủ nhật các bạn. Ngày Chủ nhật thì tốt nhất nha. Rồi. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ clip lại cho mình nha. Hãy nhanh chóng đi. Các bạn nhanh chóng hãy nhanh chóng đăng ký đi để chúng ta có thể là mình biết được số lượng để chúng ta mình sắp xếp nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.